5 vụ tàu ngầm mất tích bí ẩn nhất thế giới. Trong lịch sử thế giới, từng có nhiều vụ tàu ngầm mất tích một cách bí ẩn. Các quốc gia có thể mất tới hàng chục năm để tìm lại được các tàu ngầm này, cũng như thời gian dài để giải mã bí ẩn xung quanh những vụ mất tích. Dưới đây là 5 vụ tai nạn tàu ngầm mà cho tới thời điểm hiện tại, nguyên nhân vụ việc vẫn chưa thể được làm rõ. Tàu ngầm Argentina. Tàu Ara San Juan hạ thủy năm 1983 là tàu ngầm mới nhất trong 3 tàu ngầm mà Hải quân Argentina sở hữu từ năm 1985 và đã được nâng cấp ít năm trước. Tàu ngầm Ara San Juan mất liên lạc trên Đại Tây Dương hôm ngày 15 tháng 11 năm 2017 khi di chuyển tới căn cứ Ushuaia, tới thành phố Mar del Plata với 44 thủy thủ. Trước khi biến mất, Ara San Juan đã yêu cầu quay về căn cứ Mar del Plata do nước tràn qua ống thông hơi vào tàu khiến một ắc quy bị đoạn mạch. Sau khi liên lạc với Ara San Juan bị mất, tổ chức cấm thử hạt nhân toàn diện trụ sở Vienna, Áo phát hiện một tiếng ồn mà Hải quân Argentina cho rằng có thể phát ra từ tàu ngầm. Argentina ngày 17 tháng 11 bắt đầu chiến dịch tìm kiếm Ara San Juan với sự hỗ trợ từ 15 quốc gia, trong đó có Nga, Mỹ, Anh, Brazil, Chile và Uruguay. Khu vực tìm kiếm hiện có bán kính 35 km từ vị trí cách bờ biển Argentina khoảng 400 km, nơi tiếng ồn phát ra. Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm thì sự biến mất của các tàu ngầm Ara San Juan vẫn còn là bí ẩn. INS Dakar. INS Dakar ban đầu có tên là HMS Totem, là tàu ngầm lớp T phục vụ trong Hải quân Anh, là một trong 3 tàu ngầm được Israel mua lại vào năm 1965. Hải quân Israel chính thức biên chế tàu vào ngày 10 tháng 11 năm 1967, sau đổi tên thành INS Dakar và trao quyền chỉ huy cho thiếu tá Jacob Raana khi nó vẫn đang ở Anh. Sau 2 tháng thử nghiệm trên biển cuối năm 1967, con tàu rời Anh để tới Israel vào ngày 9 tháng 1 năm 1968. Sau ngày 15 tháng 1 năm 1968, Dakar cập cảng Gibraltar và rời đi trong đêm hôm đó. Con tàu di chuyển qua Địa Trung Hải trong trạng thái lặn, sử dụng ống thông hơi để không phải nổi trên mặt nước. INS Dakar liên tục báo cáo vị trí về sở chỉ huy ở thành phố Haifa, Israel và dự kiến về tới cảng nhà vào ngày 2 tháng 2 năm 1968. Tuy nhiên, tàu di chuyển nhanh hơn dự kiến và nhận lệnh cập cảng vào ngày 29 tháng 1 năm 1968. Thuyền trưởng Zahana yêu cầu được cập cảng sớm hơn một ngày, nhưng chỉ huy hải quân Israel bác bỏ vì buổi lễ chào đón không thể chuyển sang ngày 28 tháng 1. Vào lúc 6 giờ 10 phút ngày 24 tháng 1, INS Dakar báo cáo vị trí khi ở phía đông đảo Crest. Trong vòng 18 tiếng tiếp theo, con tàu gửi 3 tín hiệu về sở chỉ huy nhưng không kèm theo tọa độ trên biển. Liên lạc cuối cùng được thực hiện vào 0 giờ 2 phút ngày 25 tháng 1 năm 1968. Con tàu không gửi thêm thông điệp nào sau thời điểm này. Cho đến ngày hôm sau, Hải quân Anh cho biết đã mất liên lạc với INS Dakar, đồng thời công bố vị trí cuối cùng ở khu vực cách đảo Cyprus, 160 km về phía Tây. Chiến dịch tìm kiếm quốc tế được tổ chức với sự tham gia của Israel, Mỹ, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh và Lebanon. Một ngày sau, đài vô tuyến ở Cyprus thu được tín hiệu cấp cứu trên tần số khẩn cấp của tàu Dakar nhưng không phát hiện được dấu hiệu nào của nó. Cuộc tìm kiếm kết thúc vào ngày 4 tháng 2 năm 1968. Hải quân Israel cho rằng Dakar bị chìm khi luyện tập lặn khẩn cấp, chứ không bị đối phương tấn công. Nhận định tọa độ sai lầm khiến INS Dakar không được tìm thấy trong hàng chục năm. Phải tới ngày 24 tháng 5 năm 1999, một nhóm tìm kiếm Israel-Mỹ mới phát hiện xác tàu ở độ sâu 3.000m tại khu vực giữa đảo Crete và Cyprus. Nguyên nhân tai nạn không được làm rõ, nhưng các dấu hiệu cho thấy INS Dakar bất ngờ gặp sự cố, nhanh tới mức thủy thủ đoàn không kịp thực hiện bất kỳ biện pháp ứng phó khẩn cấp nào. Minerva S-647. Minerva là một trong 9 tàu ngầm lớp DEF của Pháp, đóng vai trò nguyên mẫu thử nghiệm cho dự án tàu ngầm Diesel mang tên lửa. Tàu Minerva được biên chế vào ngày 10 tháng 6 năm 1964 và chỉ hoạt động tại Địa Trung Hải. Vào lúc 7 giờ 55 phút sáng ngày 27 tháng 1 năm 1968, Minerva di chuyển trong trạng thái lặn với ống thông hơi ở cách căn cứ Tholen khoảng 46 km. Tàu ngầm thông báo cho máy bay Brigade Atlantic
đi kèm rằng nó sẽ cập cảng trong vòng 1 giờ với 52 thành viên thủy thủ đoàn. Đây là thông tin cuối cùng nhận được từ Minerver, chiếc tàu ngầm Pháp mất tích ở khu vực biển có độ sâu từ 1.000m đến 2.000m. Thuyền trưởng Anfal của tàu ngầm Minerver là người dày dặn kinh nghiệm với 7.000 giờ lặn dưới biển cùng các tàu ngầm lớp Dev trong suốt 4 năm trước đó. Lý do duy nhất được xác định liên quan tới vụ mất tích là do thời tiết cực kỳ xấu vào ngày 27 tháng 1 năm 1968. Hải quân Pháp đã nhanh chóng tổ chức lực lượng tìm kiếm lớn, bao gồm cả tàu sân bay Clemenceau và tàu lặn SP-350. Tuy nhiên, không có bất kỳ dấu hiệu nào của Minerva được phát hiện. Chiến dịch cứu hộ kết thúc vào ngày 2 tháng 2 năm 1968. Cho tới nay, con tàu vẫn chưa được tìm thấy, trở thành tàu ngầm duy nhất trên thế giới biến mất bí ẩn mà không để lại dấu vết nào. K-129. K-129 là một trong số 6 tàu ngầm diesel điện mang tên lửa đạn đạo chiến lược thuộc đề án 629A NATO định danh là Gold 2 của Liên Xô. Tàu được biên chế cho hải đội tàu ngầm số 15 đóng tại căn cứ hải quân Jibachi dưới sự chỉ huy của chuẩn đô đốc Rudolf A. Goloshov. Sau khi hoàn thành hai chuyến tuần tra chiến đấu vào năm 1967, K-129 nhận nhiệm vụ thực hiện cuộc tuần tra thứ 3 kéo dài 70 ngày, dự kiến diễn ra từ ngày 24 tháng 2 năm 1968 đến ngày 5 tháng 5 năm 1968. Sau khi rời cảng, K-129 tiến hành thử nghiệm lặn sâu và trở lại mặt nước, thông báo tình trạng bình thường và tiếp tục cuộc tuần tra. Tín hiệu vô tuyến cuối cùng của K-129 với sở chỉ huy, con tàu mất liên lạc. Giữa tháng 3 năm 1968, chỉ huy Hải quân Liên Xô tại Kamchatka lo ngại khi K-129 không phát tín hiệu báo cáo như kế hoạch. Sở chỉ huy gửi điện tín qua kênh công khai, yêu cầu K-129 dừng việc giữ bí mật và liên lạc về căn cứ. Các thông điệp khẩn cấp sau đó cũng được phát ra mà không có hồi đáp từ chiếc tàu ngầm. Đến cuối tháng 3, Hải quân Liên Xô tuyên bố K-129 đang mất tích và tổ chức tìm kiếm quy mô lớn tại khu vực Bắc Thái Bình Dương. Nhận định Liên Xô vừa mất một tàu ngầm, tình báo Mỹ lệnh cho căn cứ vận hành hệ thống trinh sát ngầm dưới đáy biển SOSUS tìm dữ liệu thủy âm về chiếc tàu ngầm. Cảm biến SOSUS ghi nhận một tiếng động lớn xảy ra vào ngày 8 tháng 3 năm 1968. Phương pháp đo đạc tam giác giúp Hải quân Mỹ xác định vị trí phát ra tiếng động, nghi là địa điểm tàu ngầm chìm. Liên Xô không có hệ thống tương tự SOSUS, khiến họ không thể nhận định vị trí của K-129. Hoạt động của Hải quân Liên Xô sau đó trở lại bình thường. K-129 được cho là đã chìm với toàn bộ thủy thủ đoàn. Tới năm 1974, Hải quân Mỹ tiến hành chiến dịch bí mật nhằm trục vớt chiếc K-129 từ độ sâu 4.900m, nhưng chỉ thu được một số mảnh của chiếc tàu ngầm xấu số. USS Scorpion SSN 589. Tàu ngầm USS Scorpion của Mỹ chìm cách đảo Azores trên Đại Tây Dương khoảng 650 km về phía Tây Nam vào tháng 5 năm 1968 khi đang trở về từ chuyến tuần tra Địa Trung Hải. Vụ tai nạn khiến toàn bộ 99 thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng. SSN 589 báo cáo vị trí khi cách đảo Azores khoảng 80 km về phía Nam vào ngày 21 tháng 5 năm 1968. Hải quân Mỹ không thấy vấn đề gì bất thường cho tới khi con tàu không cập cảng vào ngày 27 tháng 5 năm 1968 theo kế hoạch. Bất chấp chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn, Mỹ không thể tìm thấy dấu hiệu của USS Scorpion. Tới ngày 5 tháng 6 năm 1968, Hải quân Mỹ tuyên bố USS Scorpion đã mất tích phải tới tháng 10 năm 1968. Một thiết bị lặn sâu triển khai từ tàu nghiên cứu USNS Maya mới nhận định được xác của USS Scorpion ở độ sâu hơn 3.000m. Mỹ nhận định nguyên nhân bắt nguồn từ việc một ngư lôi Mark 37 vô tình bị kích hoạt, sau đó phóng khỏi USS Scorpion và khóa mục tiêu vào chính chiếc tàu ngầm xấu số. Một vụ nổ ngư lôi trong khoang chứa cũng là giả thuyết được các nhà điều tra đưa ra để giải thích cho vụ tai nạn.